Đây là Michael Stice, 26 tuổi, và anh ta đang chạy trốn sau khi xô một người phụ nữ vào xe một cách thô bạo ngay giữa ban ngày. Tất cả bắt đầu vào ngày 21 tháng 8 năm 2022, khi các nhân chứng báo cáo một người đàn ông trung niên ép một phụ nữ vào một chiếc SUV ở Upland County, Michigan. Sĩ quan đến đúng lúc, anh ta nhảy vào xe và ngay lập tức tăng tốc, bắt đầu một cuộc rượt đuổi tốc độ cao hỗn loạn. Bây giờ, nhiều sĩ quan đã tập trung vào xe của Stice, nhưng họ có một vấn đề nghiêm trọng phải đối mặt. Làm thế nào để họ dừng chiếc xe đang chạy quá tốc độ mà không làm tổn thương nạn nhân trong xe? Bất chấp số lượng sĩ quan áp đảo bám đuôi anh ta, Stice vẫn cắt đuôi những đơn vị theo đuổi anh ta, như cho đến khi anh ta đâm chiếc SUV của mình ở khu phố North Rosedale Park và chạy trốn. Stice chưa được tìm thấy, nhưng các sĩ quan biết anh ta không thể đi xa được. Vì vậy họ thiết lập các thảm số xung quanh khu vực và tranh thủ sự giúp đỡ của cư dân rằng có một đối tượng nguy hiểm vẫn đang tự do trong khu phố và hắn cần phải bị tóm lại. Where's he at? Oh, let him get his dog. On the other side. What's your address? That's east side. It's east. East of that. Yeah.
Was anyone with him? Was anyone with him? A girl? Alright. White shirt, give that out. Let's just check this right here. Cover this right here. Thời gian trôi qua, các sĩ quan thực hiện hiệu quả chiến lược, từ từ thu hẹp style, và anh ta đã được tìm thấy ở nơi cuối cùng mà mọi người nghĩ tới. He's in custody. He was hiding in a recycling bin. Stay on the ground. Don't move. You got any weapons on you? 1040 of the female. Hey, you got any weapons on you? Can you hear me? You okay? Are you okay? You're breathing. Can you hear me? Dù đã bị bắt, Style vẫn từ chối nói chuyện hoặc hợp tác với các sĩ quan và sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về nơi ở của nạn nhân. Mặc dù cuộc rượt đuổi đã kết thúc, cảnh sát mất hơn tiếng rưỡi mà vẫn không tìm được cô ấy. Rõ ràng là cô đang trốn, không chỉ với mỗi kẻ bắt cóc. Cô gái sẽ không nói với các sĩ quan về việc bị bắt cóc hoặc những gì đang xảy ra. Cuối cùng cô đã được phép về nhà và không phải nhận cáo buộc nào. Michael Stiles không bị buộc tội bắt cóc. Thay vào đó anh ta bị buộc tội nhận và che giấu một chiếc xe cơ giới bị đánh cắp vì lái một chiếc SUV bị đánh cắp chạy trốn mức độ 3 và chạy trốn mức độ 4. Anh ta có thể phải ngồi tù tới 12 năm và nộp phạt lên đến 11.500 đô. Đây là ép quốc A lần sau tại lâu. Một cựu tù nhân 51 tuổi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thoát khỏi chính quyền. Toàn bộ phi vụ bắt đầu vào ngày 13 tháng 10 năm 2021 khi phó cảnh sát trưởng quận Lucia thấy mình đang lái xe ngay sau một kẻ bị truy nã với lệnh liên bang đang hoạt động vì cướp ngân hàng và vi phạm quản chế. Khi được lệnh tấp vào lề, Tayla từ chối và thay vào đó là đạp ga. Bắt đầu một cuộc rượt đuổi nguy hiểm khác. Southbound, Northwest.
Negative. Do giao thông đông đúc, bảy gai không thể được triển khai, Sotelo tiếp tục phi trên đường. Nhiều cấp phó cuối cùng đã hội lại về chỗ Sotelo và sẽ cố gắng nhốt anh ta. He's just crashed into two patrol cars and he's 12 out down the street. He's 12 up, he's southbound on Dixie. Eastbound. Southbound Dixie freeway, come down. I got 10-1. Một lần nữa, Sotelo ngoan cố chạy trốn các cấp phó, nhưng đã sớm tự đưa bản thân vào một ngõ cụt trên đại lộ South Hibis, bị dồn vào đường cùng. Telo đã ra khỏi xe của mình và chạy thục mạng. Hands up! Hands up! Hands up! Mail out, mail out, mail out, mail. Gray shirt, blue jeans, he's got a black hat running eastbound towards the river. Freaks in! Female, white female, pink shirt. He's in the river. He's swimming eastbound into the river. Might as well come back. Casey, both his hands. Yep, yep. Watch him. Alright, we'll get off the radio. X05 Central. Watch his hands. Call the Coast Guard as well. Yep. He's right here. Right. Now. 10-15. Hey, both hands. Watch his hands. Alright, he's like 30 yards from the bank here, and he's swimming south. Am I not coming across? Bị các sĩ quan bám sát mình, Sotelo quyết định cắt đuôi bằng cách nhảy xuống dưới sông và bơi đến tự do, điều khiến anh ta sớm hối hận. Sotelo không phải là người duy nhất bên trong xe. Melissa Anderson, 31 tuổi, đã ngay lập tức lấy mai thúy của mình và chạy trốn. Sau vụ tai nạn, cô không chạy được bao xa. Stop, stop, stop. Stop, stop. Can you hear us? Ma'am, look at my lieutenant, please. Burger injured anyway? The airbag came. Nothing on my right here. Take it. I'll turn the air on for you. Is there any sense? Yeah, just hang tight, okay? We gotta do some paperwork or something. Just hang tight. Sir. All right? You're going to bar, guys. Okay. In the car. Melissa không đủ dũng cảm như đồng phạm của mình, người vẫn đang tuyệt vọng bơi. Tất nhiên tất cả chỉ mất một chuyến thuyền ngắn để bắt kịp Sotelo đang rất kiệt sức. Forward. Yes. Just hold it. He's got something in his right hand. Show your hands. Throw that shit out of your gun. Hey, you got nowhere to go. Come on, man. Don't crowd me. Time to give it up. Do you have any weapons on you? He's got nothing else. When I came out, I just had that hat. Are you done? We'll go hands on. If you want to maintain lead, but we'll go hands on. Come on. Not. Let's see. See your hands, bro. Hands up real quick. Hands up. We're going to help pull you in. We're going to help you out. I want to see your hands the whole time, though. We're going to bring him in. You maintain lethal. As soon as we get him to the side, not around for anything. You understand this instruction. Am I clear? Yes, sir. Okay. See your hands. Hands up, brother. Otherwise, I will shoot you. Here. Grab my hand.
Come on, man. Swim this way. We got you, bro. Swim this way. Come here. Come on, man. We don't want you to drown. Help you up. Let's go. There's a dock line right there. Come here, bro. Here. Try to go, grab this damn line. Dude. You're not going anywhere. Grab that line, grab bro. That line. Both hands. You're not going to be able to swim out here. Come on. Vì vậy anh ta đã dành 20 phút tiếp theo từ chối lên thuyền cho đến khi anh ta được hứa cho một điếu thuốc. Thuốc lá là vấn đề tối thiểu của anh ta và anh ta đang quay trở lại bờ đối mặt với hậu quả của hành động của mình. You just have a seat on that chair when you get in there, bro. There's a seat right there for you. There you go. Have a seat right there, brother. Get up there, have a seat on that fence right in the middle. Thank you. There you go. That was it. Alright. Like I said. And I'll meet you up on dry land and get you that cigarette. Man, my word. Bao gồm các trách hiện có của anh ta, Edward Sotelo bị buộc tội bỏ trốn hoặc cố gắng gây thiệt hại tài sản, tấn công người thực thi pháp luật, hành hung trầm trọng một người thực thi pháp luật, lái xe với giấy phép bị đình chỉ và chống lại một sĩ quan không có bạo lực. Anh ta có thể phải ngồi tù tới 60 năm và nộp phạt lên đến $31,500 nếu bị kết tội đối với Melissa Anderson. Cô ấy bị buộc tội tàng trữ ma túy và những thứ tương tự và chống lại một sĩ quan không có bạo lực. Cô ấy có thể phải ngồi tù tới 5 năm và nộp phạt lên đến $7,000 nếu bị kết tội. Trở lại Florida, chúng tôi đến Yaburi ở quận Volusia, nơi các cấp phó tìm thấy một nghi phạm trong hoàn cảnh kỳ lạ nhất. Vào sáng sớm ngày 7 tháng 4 năm 2023, các cấp phó nhận báo cáo về đột nhập tại một ngôi nhà trên đường Hai Banh Sức và ngay lập tức đến hiện trường. Khi ở đó, họ tìm thấy Blake Tonkman, 34 tuổi khỏa thân, bị thương và dính đầy dầu. Anh ta lập tức bỏ chạy nhưng không đi được xa. Hey, put your hands up! Put your hands up! I got one running, going westbound behind this fence. He's naked. He's in the pool. Still running. Get back here! You're gonna get tased. Put your hands behind your back. Hands behind your back. Hands behind your back. Hands behind your back. Stop resisting! Stop resisting! Hands behind your back. Hands behind your back. Hands behind your back. Hands behind your back. Right here. I got him. He's resisting right now. I can't get the other hand behind his back. Stop. We got 60 centimeters. You're almost. Stop. Stop. Hey. 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 Settle down. It's the sheriff's office, okay? You're bleeding. Let us get your hands up and get you medical attention, okay? You understand? Five bags! You got rent! Rent! He's slippery. He's slippery. Yeah. 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 Theo báo cáo của cấp phó, Tokeman đã từng trộm cắp và đột nhập vào một ngôi nhà khác trước khi cuối cùng bị bắt. Khi bắt đầu giam giữ hắn, các sĩ quan phải biết hai điều. Một là tại sao anh ta bị thương, hai là anh ta đã dùng bao nhiêu loại thuốc.
Is that a yes? You're lucky they got you before I did. Is that a yes? You know who he is? That's not a neighbor. No, that's a... I have no idea who that is. A lifeguard is what I am. You're lucky you're not dead, homie. Phải mất 3 nhân viên y tế để cố định anh ta trên cáng, rồi đưa về đánh giá và điều trị. Lestop mang bị buộc tội, anh Trọng một ngôi nhà bị chiếm đóng. Anh Trọng tại khu vực bỏ hoang, chống lại một sĩ quan bằng bạo lực, hành vi bạo lực với nhân viên thực thi pháp luật và tội phá hoại. Dù anh ta không nhận tội với các cáo buộc, anh ta bị phát hiện không có khả năng hầu tòa và đã cam kết với tổ chức.